Vâng, xin kính chào tất cả các bạn. Chúng ta chuẩn bị buổi livestream tối ngày hôm nay. Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình livestream của công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn Trần Đình Cửu. Chúng ta chuẩn bị livestream tối ngày hôm nay các bạn nhé. Tối ngày hôm nay tôi chia sẻ cái đề tài liên quan tới vấn đề là đảm bảo chất lượng sẽ dẫn tới cái đảm bảo niềm tin. Và đảm bảo niềm tin thì nó sẽ dẫn tới đảm bảo sự phát triển các bạn. Đề tài ngày hôm nay là như thế các bạn nhé. Rồi, xin mời mọi người chúng ta chuẩn bị buổi tối ngày hôm nay. Rồi, xin chào mừng tất cả các bạn. Ai vào rồi chúng ta hãy chào nhau một tiếng các bạn. Chúng ta cùng nhau điểm danh nhé. Dạ. Ngày hôm nay chúng ta nói về cái đề tài rất là liên quan tới đời thường ở trong cuộc sống của gia đình, trong cá nhân cũng như trong sản xuất kinh doanh. Đó là vấn đề đảm bảo cái chất lượng sản phẩm dịch vụ cho người tiêu dùng. Ai vào rồi chúng ta chào nhau một tiếng các bạn. Xin mời mọi người chúng ta vào rồi chúng ta chào nhau một tiếng đi. Đề tài tối ngày hôm nay tôi sẽ nói vấn đề đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ đầu ra của chúng ta dẫn tới đảm bảo là khách hàng sẽ tin tưởng chúng ta, có cái niềm tin các bạn nhé. Và khi mà khách hàng đã có tin tưởng chúng ta rồi thì chúng ta sẽ thành công. Đấy, nó sẽ đảm bảo cái sự thành công. Nó rất là đơn giản như thế. Tất cả mọi việc trong hoạt động doanh nghiệp của chúng ta nó sẽ xoay quanh cái chuyện mà đảm bảo chất lượng. Vâng, xin chào anh Toàn, Trần Toàn đúng không ạ? Trần Toàn, bạn là người đầu tiên chào tôi. Xin chào anh Tuấn Trần hả? Đúng rồi, vâng, xin chào anh Trần Tuấn á. Trần Tuấn, bạn là người đầu tiên chào tôi. Chúc cho bạn đầy năng lượng tối ngày hôm nay. Chúc cho các anh chị đang xem là hôm nay là ngày đầu tuần đúng không ạ? Chúng ta đầy năng lượng. Mặc dù hiện nay các doanh nghiệp đều đang cực kỳ khó khăn. Và đương nhiên tôi vẫn nói với chia sẻ các bạn. Đấy, một cái tin buồn là khó khăn không bao giờ hết. Đấy, khó khăn không bao giờ hết. Nhưng có một cái tin vui là mọi người chúng ta đều có khả năng cải tiến liên tục hết các bạn. Các bạn hãy nhớ nhỉ. Đấy, khó khăn không bao giờ hết. Và mọi người chúng ta đều có gì nào ạ? Khả năng cải tiến liên tục. Đấy, không có vấn đề gì cả. Đấy là như thế, chúng ta cứ thế mà cải tiến, chúng ta đi lên thôi. Và xin mời anh chị nào chúng ta chào nhau một tiếng nữa các bạn. Mới có một người thôi ạ. Hiện nay đang có 11 người coi đúng không? Anh chị nào ok, chúng ta hãy nhìn nào comment cái là chào nhau cái quạ. Để các bạn có, để tôi biết các bạn có thực sự có đang xem không ha. Ok. Đấy. Không biết là anh Tuấn là hiện nay sản phẩm kinh doanh của mình là gì đấy anh Tuấn nhỉ? Đấy. Và công ty mình là tên gì đấy anh Tuấn? Nếu được thì anh có thể chia sẻ lên ha. Vâng các bạn, tối ngày hôm nay tôi sẽ nói về cái đề tài nó cũ thôi nhưng thực sự luôn 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 nóng bỏng. Đó là vấn đề chất lượng sản phẩm dịch vụ đầu ra. Chúng ta phải đảm bảo cái chất lượng sản phẩm dịch vụ đầu ra nó cực kỳ ổn định, giống như những điều gì mình đã công bố các bạn nhé. À, anh Tuấn là kinh doanh đèn LED à? Vâng, xin chào. Như vậy dường như là anh Tuấn là học viên của tôi rồi. Tôi nhớ tôi cũng có một số công ty là kinh doanh đèn LED. Yeah. À, chúc cho đèn LED của anh cũng phát triển nhé. Và mọi người chúng ta nhanh cái à, các bạn chúng ta chào nhau một tiếng ha. Và anh chị có thể là share cái bài nói này của tôi về tường của anh chị để chúng ta cùng nhau lan tỏa. Và ngày hôm nay liên quan tới cái vấn đề mà để thiết lập được làm sao cho chất lượng sản phẩm dịch vụ ổn định á, đó là một cái sự thách thức đối với Việt Nam. Tôi nói với các bạn, đây là một sự thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Vâng, xin chào chị Phan An Nam. Chúc cho công ty bao bì Phương Nam Phương
Đấy, luôn luôn thành công và phát triển nhé. Bao bì Phương Nam rất là... Vâng, xin chào Hải Cháy Sông Kim. Ok, vâng, đây chúng ta bắt đầu có năng lượng nhiều. Mọi người chúng ta tương tác với nhau. Yeah. Và hôm nay tôi nói về cái cách làm sao để chúng ta đảm bảo được cái chất lượng ổn định ấy, thì cái... Tại vì một bài nói như vậy nó chỉ có khoảng độ gì nào 45 phút thôi. Do đó là phần cuối chương trình tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái... Tôi dự định thiết kế một cái hệ thống đấy để giúp cho công ty anh chị xây dựng được, đảm bảo cái chất lượng sản phẩm dịch vụ của mình đầu ra nó ổn định các bạn nhé. Yeah. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Xin chào tất cả các anh chị đang tham gia cái chương trình đối với công ty tư vấn Trần Đình Cửu ngày hôm nay. Tôi xin giới thiệu các bạn, tôi là Cửu Trần Đình Cửu, là tổng giám đốc của công ty tư vấn Trần Đình Cửu. Tôi nói 30 giây thôi ạ. Công ty của tôi chuyên tư vấn về các cái hệ thống quản lý, chẳng hạn như là Kaizen 5S, ISO 9000, hệ thống quản lý BSC, KPI các bạn nhé. Rồi các loại HSAP, GMB, tức là về các cái hệ thống quản lý ở trong doanh nghiệp. Đấy, và có một loại hệ thống rất đặc biệt nữa, đó là hệ thống mô hình tuyệt hảo Mankin-Bodrick của Mỹ, giúp cho các doanh nghiệp chúng ta sẽ phát triển một cách rất ổn định. Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn đề tài là đảm bảo cái chất lượng sản phẩm dẫn tới đảm bảo cái niềm tin. Và từ cái đảm bảo niềm tin của khách hàng và của xã hội sẽ dẫn tới đảm bảo cái sự phát triển cho anh chị. Và tôi rất hy vọng hôm nay tôi có thể hỏi anh chị nhiều câu hỏi, đúng không ạ? Và anh chị hãy trả lời phản ứng nhanh cùng với tôi. Rồi, bây giờ thứ nhất là anh chị hình dung có bao nhiêu anh chị đã từng mua phải sản phẩm dịch vụ mà không đúng mong đợi của mình rồi. Bao nhiêu anh chị nha, trong cuộc sống của anh chị, trong cuộc đời anh chị đã từng mua phải sản phẩm dịch vụ không đúng mong đợi của mình. Nếu có anh chị cho tôi chữ yes kìa. Nếu có anh chị cho tôi chữ yes kìa. Mong anh chị ha, nhanh nhanh kìa. Nếu có anh chị cho tôi chữ yes kìa. Bao nhiêu người trong quý vị đã từng mua phải sản phẩm dịch vụ không đúng mong đợi của mình? Nếu có thì làm ơn cho tôi chữ yes. Còn nếu ai không thì làm ơn cho chữ no, đúng không ạ? Đấy. Vâng, cảm ơn anh Hải Cháy Sông Kim rất là nhanh. Vâng, cảm ơn anh Tuấn Trần. Đó là chuyện rất bình thường. Anh chị á, anh chị nào mà từ ngày mua, từ ngày mà chúng ta bắt đầu có trí khôn đến giờ mà chúng ta mua mà chưa mua phải một cái gì mà không đạt thì cái đó là chắc là gì, là cái chuyện nó không có trên đời. Vậy thì rõ ràng nó có rồi các bạn nhé. Và khi mà mua phải sự không hợp thì nó rất là đau đầu. Vì vậy mà chúng ta rất là mong đợi, đúng không ạ? Do đó ngày hôm nay tôi nói về cái đề tài đảm bảo cái chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Như vậy đầu tiên chúng ta hiểu về này. Đầu tiên chúng ta có nên có một cái thống nhất nhau. Vậy thì chất lượng là gì? Đó, chất lượng là gì? Nếu mà chúng ta hỏi 100 người thì có 101 cái định nghĩa khác nhau, khái niệm khác nhau về mặt chất lượng. Vì vậy ở đây tôi lấy cái tổ chức ISO là cái tổ chức quốc tế về vấn đề tiêu chuẩn hóa, họ định nghĩa cái từ chất lượng các bạn nhé. Họ định nghĩa cái từ chất lượng. Chất lượng là gì? Là tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các cái yêu cầu. Tức là tôi nói nôm na nó đơn giản như thế. Chất lượng là gì? Chất lượng là tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các cái yêu cầu. Đấy. Vậy thì chất lượng sản phẩm dịch vụ của công ty Phananam là gì? Là tập hợp các đặc tính vốn có của cái bao bì của chị Anam sản xuất ra, đáp ứng các cái yêu cầu. Thế thôi ạ. Vậy thì cái chất lượng của cái đèn LED của anh Tuấn Trần là gì? Là tập hợp các đặc tính vốn có của cái đèn LED, đáp ứng các yêu cầu. Đấy. Vậy thì chất lượng của các sản phẩm nhựa, ép nhựa của anh Tô Ly Lê là gì? Là tập hợp các đặc tính vốn có của cái sản phẩm ép nhựa, đáp ứng các yêu cầu. Rồi ISO nó lại nói thêm rõ nữa, yêu cầu là gì? Các bạn nghe kỹ nhé. Yêu cầu là gì? Yêu cầu là những mong đợi đã công bố và tiềm ẩn. Đấy anh chị nghe. Yêu cầu là những mong đợi đã công bố, là những nhu cầu đã công bố và tiềm ẩn. Đấy. Như vậy ráp hai cái lại với nhau thì ta hiểu rằng là chất lượng là gì? Chất lượng là tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các cái nhu cầu mong đợi đã công bố và các nhu cầu mong đợi tiềm ẩn. Vậy thì nhu cầu mong đợi đã công bố là cái gì? Là những thứ được ghi ở trong hợp đồng, là những thứ anh chị đã công bố với cơ quan nhà nước nếu sản phẩm anh chị đã công bố, và là những thứ chúng ta đã quảng bá ở trên đài truyền hình, chúng ta quảng bá ở trên các phương tiện truyền thông,
chúng ta quảng bá ở trên các kiểu Facebook, Zalo, tờ rơi, quảng bá trên nhãn sản phẩm của chúng ta, hoặc là những điều mà chúng ta đi công bố truyền đạt cho ra bên ngoài. Đấy anh chị nha. Và tôi xin nhắc lại, công bố. Đấy. Do đó thì hãy rất cẩn thận. Mấy ngày hôm nay là rất đau đầu vì những người nổi tiếng, đúng không ạ? Đã làm cho gì nào người, những người nổi tiếng mà không đạo đức, những người nổi tiếng không biết vì lý do gì đó, không hiểu biết, đã truyền thông những cái sản phẩm dịch vụ mà gì nào nào đúng là nó không đúng, làm cho gì nào thiệt hại nặng nề cho người tiêu dùng. Vậy tôi xin nhắc lại, chất lượng là gì? Là tập hợp các đặc tính vốn có, đáp ứng các nhu cầu mong đợi đã công bố. Vậy thì cái công bố, cái đó là do công ty mình công bố, do khách hàng công bố, mình đã đồng ý đưa vào trong hợp đồng. Nhưng mà cái đoạn thứ hai nó mới căng nha các bạn nhé. Và các nhu cầu tiềm ẩn. Nhu cầu tiềm ẩn là gì? Là những cái điều người ta chưa nói ra, mà các anh chị và tôi là công ty, chúng ta cung cấp sản phẩm dịch vụ, chúng ta cần phải hiểu được cái ngầm hiểu đó. Chúng ta công chưa tiềm ẩn mà ngầm hiểu, chúng ta phải hiểu được cái chuyện đó thì chúng ta mới nâng cao được cái gì, sự hài lòng, sự thỏa mãn khách hàng, và khách hàng quay trở lại. Đâm ra như nào, vừa đáp ứng cái điều đã công bố, vừa đáp ứng cái điều tiềm ẩn. Đấy, tiềm ẩn không phải là không biết, người ta không nói thôi các bạn ấy. Vì vậy anh chị nào mà nghiên cứu cái marketing rất là hay ấy, người ta gọi là cái insight đó. Đấy, mà ta nhớ là cái insight không phải là ta nói ra, mà cái đó chúng ta phải nghiên cứu hiểu rất rõ cái insight mong đợi của khách hàng. Và bây giờ khách hàng là khách hàng của từng khách hàng một. Đấy các bạn nha. Vì vậy á, hiện nay giờ chúng ta xem coi là sản phẩm dịch vụ của chúng ta phải hai thứ. Vừa đáp ứng điều đã công bố, điều công bố là khách hàng công bố hoặc là ta công bố. Điều thứ hai là nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng. Đấy, người ta không nói mà ai mà giải quyết được thì càng tuyệt vời lên nữa anh chị nhé. Rồi bây giờ như vậy chúng ta nhớ nha, phải đáp ứng cái chuyện đó. Bây giờ tôi hỏi anh chị này, bây giờ ta nói về cá nhân trước, nếu anh chị mua sản phẩm và dịch vụ mà bị hỏng ấy, tôi xin nhắc lại, nếu anh chị mua phải sản phẩm và dịch vụ mà để anh chị xài nhé, để cá nhân anh chị sử dụng mà nó không đúng nhu cầu mong đợi của anh chị, đấy, vừa cả việc công bố vừa cả tiềm ẩn ấy, thì cảm giác anh chị như thế nào ạ? Cảm xúc anh chị như thế nào ạ? Tôi muốn hỏi câu hỏi thứ nhất, nếu bản thân quý vị mua phải sản phẩm dịch vụ mà đúng quý vị sử dụng nhé, không phải để người khác dùng, mà nó không đúng cái mong đợi của mình, tức là những mong đợi đã công bố và những mong đợi tiềm ẩn, thì anh chị có cảm xúc như thế nào ạ? Xin mời anh chị bình luận giùm tôi cái ạ. Chúng ta đi từ từ cái chuyện đó thì chúng ta mới thấy nhá. Tôi chỉ nói những chuyện rất đơn giản thôi ạ. Vậy anh chị cảm xúc như thế nào ạ? Xin mời quý vị comment giùm tôi. Anh chị cố gắng nhá, comment giúp cái hả? À, anh chị có cố gắng không? Vâng, anh Đặng Tuấn là thất vọng. Phải nói cái từ thất vọng, đúng không ạ? Thất vọng ghê luôn. Đấy, còn người khác thì làm sao các bạn? Đấy là mình mua, tức là mình mua mình không đạt thì như anh Đặng Tuấn tôi rất cảm ơn là thất vọng. Còn người khác thì sao các bạn? Dạ anh Tuấn Trần cũng thất vọng. Còn người khác thì sao nữa ạ? Người khác thì sao ạ? Xin mời anh chị comment dùm cái ạ. Muốn tương tác với anh chị để hiểu á. Tôi đang nói là bản thân anh chị mua và anh chị sử dụng chứ không phải cho người khác nhé. Và như vậy nó không đúng mong đợi của anh chị, thì anh chị cảm thấy thế nào? À, có hai ý kiến giống nhau là thất vọng thôi. Anh chị comment giùm tôi cái để tôi biết anh chị cảm xúc như thế nào chứ ạ. Xin mời quý vị. Anh chị comment ít quá là tôi không nói tiếp đâu, tại vì tôi không có hứng nói được. Các bạn à, ok, mới có hai người à, là cảm thấy thất vọng. Còn các bạn khác thì sao à? Dạ, bực mình. Dạ, đấy. Thất vọng, bực mình. Đó, chán nản. Đấy. Rồi, đó là mình mua cho mình. Bây giờ anh chị lại tưởng tượng, anh chị mua sản phẩm và dịch vụ, anh chị tặng cho người thân yêu của mình. Thôi tặng cho người yêu luôn đi ạ, tặng cho bà xã đi.
anh chị, ngày ngày hôm nay là cái ngày kỷ, cái ngày gì rất đặc biệt của cái người thân thương của mình, là bà xã mình hoặc người yêu mình. Anh chị mua cái sản phẩm dịch vụ tặng cho bà xã của mình, tặng cho người yêu của mình mà cuối cùng nó hỏng, thì lúc đó cái cảm xúc của anh chị như thế nào? Lúc đó cảm xúc của anh chị như thế nào ạ? Lúc đó anh chị nhìn thấy người thân yêu của mình nhìn mình ấy, và cái cảm giác của mình nó thế nào? Cái này tôi muốn nâng lên, cái đều mình không sử dụng nữa, bây giờ mình mua cái này á, quý lắm không mua đấy, rất đặc biệt đó, để tặng cho người thân thương mình, quỷ ma nó hỏng. Dạ vâng, cảm ơn Đặng Tuấn. Nó dị lắm, nó xấu hổ lắm đấy, nó xấu hổ ghê luôn. Và lâu nay mà anh chàng nào đấy, ông chồng nào ấy mà lâu nay á thì nổi tiếng là gì nào, là người rất kỹ lưỡng, là người hiểu biết ấy, mua vải xấu thì lúc đó mình không biết là trốn đâu cho kịp được ạ. Trốn đâu cho kịp. Đấy, đây tôi mới nói cái chuyện đó thôi. Thưa các bạn, tôi sống ở khu lao động nha các bạn nhé. Tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện rất đơn giản thôi. Chắc là không biết phải tính tôi tò mò không, mà tôi hay chú ý. Anh chị biết được cái khu lao động mà vui lắm, có chuyện gì biết hết. Cái hồi đó tôi khoảng độ 14, 13, 14 tuổi thôi các bạn. Mình ngây thơ lắm. Tự nhiên nhà kế bên đó các bạn, lúc buổi trưa, 12 giờ trưa đó, ăn cơm mà, nhà tôi bên này cũng ăn cơm. Nhà kế bên có hai vợ chồng trẻ thôi, khoảng độ 30 tuổi. Thế bà vợ bà mang cơm, ông chồng thì đi chạy xe ba gác đó các bạn nhé. Rồi bà vợ ở nhà nuôi con thôi. Thế là gì nào mà mang cái mâm cơm lên. Thế là ông chồng vô ngồi ăn. Ông vừa ngồi ăn một cái, thế là các bạn nghe xoáng 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 xoáng. Cái ông rít lên kêu chứ. Trời ơi, người gì mà ngu ơi là ngu. Tôi nói nguyên văn, ngu ơi là ngu, ăn đồ chỉ việc ở nhà làm cơm thôi mà ngu ơi mà ngu là gì nào ạ? Mua một cái miếng thịt heo mà nó hôi không chịu được. Anh chị hình dung, thế là ông chồng chửi, ông đánh bà ấy. Đây, đây là bên này là bố tôi còn phải sang cảng nữa. Đấy, thì ra như thế này thôi anh chị. Tức là chị hiền lắm, chị không biết. Chị ra ngoài chợ. Đấy, là chị mua cái miếng thịt heo về các bạn nhé. Là và chị chiên lên ấy. Cuối cùng ông chồng ăn nó hôi. Thì ra là con heo này là con heo, chúng tôi ngày xưa gọi là heo nọc ấy. Có thể một số các bạn sẽ không biết. Heo chiên chị để đem đi để truyền giống ấy. Chứ ngày xưa làm gì có cái thụ tinh nhân tạo ở bây giờ như vậy. Các bạn hình dung không? Đấy, tôi sống ở khu lao động như vậy. Nhưng mà con heo nào mà là heo nọc ấy, mà giết ra thì nó hôi lắm. Các bạn hình dung không? Thế là gì nào bà chị, bà vợ ấy, bà bị ông chồng chửi té tát luôn các bạn nhé. Và chưa đâu các bạn, rồi câu chuyện nó xảy ra như thế nào. Thế là bà vợ ngày hôm sau bà rất là điên. Cái người bán cũng ở trong xóm mà, tại vì chợ trồng hổm á. Thế là bà ra bà chửi bà kia. Mà anh chị biết rồi, mấy bà bác chửi nhau thì thôi rồi, khỏi nói luôn. Bà kỳ này là coi như là bà kêu cả dòng họ bà ra, bà không thèm mua luôn. Tại vì sao? Bà này bà quá quê rồi, phải không? Ông chồng cũng chửi. Nhưng mà thực sự các bạn nhìn thấy không? Cái miếng heo nọc đó, cái miếng thịt thôi đó, người mua thì không biết, nhưng mà theo các anh chị người bán biết không? Theo anh chị là người bán người ta biết không ạ? Tôi cáo với chị biết 100%. Bởi vì sao ạ? Người mua không thể nào rành được đâu, mà người bán biết hết. Đấy, như vậy thì người bán có hiểu được cái khổ sở của người mua. Chỉ việc như thế mà bị ông chồng kết cho một cái tội gì nào ạ? Là không, rất là dốt, rất là ngu, không có biết, không có biết chăm sóc. Đấy, đó đó tôi nói mới cái chuyện gia đình thôi. Bây giờ chúng ta lại xem tới một cái chuyện như sau các bạn. Ta xem tới một cái chuyện như sau. Nếu anh chị là trưởng phòng của công ty, anh chị là một cấp lãnh đạo và sếp trên, người chủ doanh nghiệp rất tin tưởng anh chị, bảo anh chị là gì nào à? Hãy thay mặt công ty đi lựa chọn những nguyên liệu chính yếu vào trong công ty, lựa chọn những dịch vụ chính yếu. Vậy thì nếu mà sau khi cái người đó, anh chị là thay mặt công ty anh chị lựa chọn rồi, mà anh chị lựa chọn chẳng may ấy, mà nó phải sản phẩm dịch vụ kém ấy, thôi rồi, cuộc đời ta thúi hẻo luôn các bạn nhé. Còn nếu mà anh chị mua được cái sản phẩm dịch vụ mà tốt á, thì rõ ràng là gì nào à? Anh chị vô công ty nó rất là nhiều, rất là vinh dự. Và người sếp càng tin tưởng chúng ta nữa. Đấy, vì vậy ở đây tôi kêu gọi các bạn, tôi kêu gọi các bạn, và tôi cũng thế thôi ạ. Tôi nói chuyện rất đơn giản. Chúng ta là những nhà sản xuất kinh doanh. Vậy thì chúng ta hãy đảm bảo cái chất lượng sản phẩm của chúng ta ổn định, đáp ứng đúng điều đã công bố cũng như điều tiềm ẩn. Để làm gì ạ? Để chúng ta luôn luôn gì nào, bảo vệ uy tín của người tiêu dùng, của người sử dụng. Họ đã đứng ra
đại diện gia đình họ, họ đứng ra, họ đại diện công ty của họ để họ chọn sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Nếu anh chị đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm dịch vụ ổn định thì như vậy đó là một cái điều rất tuyệt vời. Anh chị hình dung không ạ? Đó là một điều rất tuyệt vời. Và anh chị nhớ chúng tôi điều công bố nha. Đấy, bây giờ tôi nói luôn, anh chị cứ nhìn thấy cái đầu tôi là đầu hói đúng không các bạn nhé? Đấy, vào năm 2015 tôi nói chuyện này rất nhiều lần nhưng mà hôm nay tôi vẫn nhấn mạnh lại. Xin lỗi quý vị, không phải là đau đâu ạ. Tôi rất là may, đấy là một có một cái ví dụ rất là gì cụ thể để tôi diễn tả cho các bạn. Năm 2015, thằng con trai tôi từ Mỹ về, cháu học ở Mỹ về. Thì nó cũng hói y như tôi luôn. Đây, cậu con trai út, hai bố con đều hói cả. Thế là gì nào, tự nhiên trên Facebook của tôi á, nó nhảy vào một cái gì là mọc dầu gội đầu, mọc tóc, guarantee. Và tôi gọi điện thoại các bạn nhé. Cái người đó, họ nói rằng họ là Lương Y, Lương Y, tên là Thu Hương. Đấy, các bạn không ạ? Và bà ta đã tư vấn tôi một tiếng đồng hồ, rất là kỹ. Bà ta nói là bà ở trong những cái viện y dược gì đó ngoài Bắc rất nổi tiếng các bạn nhé. Và như vậy là mua một liệu trình, bà đảm bảo là chắc chắn là nó sẽ như nào ít nhất là tóc nó mọc 20%, guarantee rất ngon lành các bạn. Mà viết cái nội dung content phải nói là hấp dẫn lắm. Viết đọc vô đấy ngay, cả thằng con trai tôi đọc vô nó bảo u chủ Việt Nam giờ hay quá bố nhỉ. Đấy đấy, mà đông y là hay ghê luôn. Đấy, mà 2015 các bạn nhớ chúng tôi 2015. Và tôi là kỹ như vậy và tôi cố gắng như vậy để gì nào được tư vấn đúng một tiếng đồng hồ. Và thưa các bạn, bà còn nói rằng nếu mà không đạt thì trả lại tiền chứ không sao đâu ạ. Đấy, và guarantee. Và anh chị biết không ạ, nhìn trên cái màn ảnh của cái Facebook á, cái số nó nhảy liên tục, người ta mua liên tục mà tôi khờ lắm tôi không biết. Đấy, thế là gì nào tôi đặt mua. Và các bạn sau khi xài xong cái liệu trình đó nhá, đúng 2 tháng để xong cái liệu trình, chất lượng cực kỳ ổn định. Tức là gì nào, nó ổn định y như cũ, tóc nó không mọc một tí nào đâu các bạn. Đấy là như thế. Như vậy thì sau đó tôi gọi điện thoại cho bà ta. Bà ta nói rằng chứ anh ơi cần phải một liệu trình nữa. Thế là tôi sợ luôn. Và bắt đầu tôi mới để ý nhá, tôi mới để ý trên thương mại điện tử tại sao người ta viết rất hay. Và bắt đầu tôi phát hiện ra gì nào, chính tôi là một trong những người đầu tiên tôi mới phát hiện ra một số các bài thuốc lang băm mà nói là của người này người kia đó các bạn nhé. Cùng một bài thôi mà thế nào là có thấy ba bà khác nhau đấy. Thế tôi có với cái đó và tôi đem giảng bài thì thưa bạn, cái đấy là nó phá hủy thương mại điện tử. Một vài con sâu làm rầu nồi canh, nó phá hủy cái nền thương mại điện tử của chúng ta. Anh chị hình dung không ạ? Vì vậy là cái đó không đảm bảo được cái chất lượng ổn định và làm cho người mua mất niềm tin. Và anh chị thấy nó nguy hại không ạ? Do đó tôi kêu gọi tất cả anh chị nhé, là chúng ta cần phải gì nào, đảm bảo điều đã công bố. Đấy, đảm bảo điều đã công bố còn chưa làm được mà còn thêm là điều đã tiềm ẩn nữa thì làm sao chúng ta cạnh tranh được với nước ngoài được các bạn? Đấy, chúng ta đừng có nói là gì, chúng ta đi Tây, đi Ta, đi Tàu á, mà ngay ở cái thị trường nội địa này 100 triệu dân mà không đảm bảo được chuyện đó thì rất là đau đầu. Và đương nhiên anh chị nhìn thấy rất nhiều công ty đã phát triển bởi vì họ đã giải quyết được cái bài toán là gì nào đảm bảo cái chất lượng ổn định. Đó, đấy. Như vậy thì anh chị nhớ những điều đã công bố và không khéo là nguy hại. Rồi tôi nói tới cái chuyện mà gì nào những cái sàn thương mại điện tử là bản thân cá nhân tôi cũng đã bị vì vậy là gì nào họ không cho kiểm tra, họ bắt trả tiền. Vì vậy các bạn biết không ạ, một số lần đầu tôi không nhận hàng thì tôi thấy cái anh mà giao hàng đấy, ông ta đứng ngay tại đó, ông ta gọi luôn về trên tổng hành dinh của họ là gì nào ở đây từ chối nhận hàng. Ô, tôi bảo không, mở hàng ra xem đúng không thì tôi mới trả tiền. Chứ ai vậy, ông ta lại nói gì nào, nói lại với cái chỗ cái đầu dây của họ đấy là gì nào, ở đây người ta từ chối nhận hàng, như vậy họ vẫn tính được cái cuốc tiền đó. Đó, về sau thì dẫn tới một vài lần sau thôi thì mình cũng phải mua các bạn nhé. Và cũng đã bị một vài lần đểu đấy, là đại loại như thế. Và có một lần tôi thấy một ông thương mại điện tử rất lớn ở Việt Nam, ông ta nói rằng ngày nào ông ta không chịu trách nhiệm về chuyện đấy. Cái đó là giữa người mua và người bán, còn đây là sàn thương mại điện tử trung gian. Cái về sau này tôi thấy là một cái hiện tượng là gì nào như vậy, người mua chúng ta đó các bạn là phải chụp ảnh lại đúng không, nếu có gì thì bắt đầu là trao đổi. Như vậy là kinh doanh như vậy tôi cho là no good, đối quan điểm cá nhân tôi. Vì vậy những cái sàn thương mại nó không bao giờ tôi mua, bởi vì sao ạ, tôi bỏ tiền ra tôi mua mà tự nhiên đẩy hết cái khó cho người tiêu dùng.
Như vậy thì như vậy rõ ràng làm như vậy no good. Và cũng may hiện nay vẫn có những nơi là gì à, chúng ta mở ra đúng thì tôi trả tiền. Và thưa các bạn, tôi không biết các bạn như thế nào chứ tôi có một ông bạn nữa, ông bạn tôi hiện đại hơn tôi, ông lớn tuổi hơn tôi mà ông hiện đại lắm các bạn nhá. Ông mua ông hay trả tiền trước ấy, mà hôm nào ấy mà ông chọn cái trạng thái gì nào à, là giao hàng gấp, ông còn trả qua thẻ trước đấy các bạn, y xì là như nào à, nó giao hàng trễ. Thế là ông nổi điên lên các bạn nhé. Như vậy thì những nơi đó ông bạn tôi ông cũng nổi điên lên. Như vậy có rõ ràng gì nào, không đảm bảo điều đã chất lượng đã công bố. Đừng có đẩy cái khó cho người tiêu dùng. Và đúng là rất là tội nghiệp người tiêu dùng các bạn nhé. Bảo chúng ta cũng là người tiêu dùng đấy, chúng ta cũng là người tiêu dùng, mua quạt cũng không cho coi hàng luôn đấy, đấy. Vì vậy á thì chúng ta nên tẩy chay cái chuyện đó. Đương nhiên ở nước ngoài là không có chuyện đó các bạn. Tôi cũng sống ở Úc mà, người ta mình trả bao giờ cũng trả tiền trước, cũng chả bao giờ trả tiền sau cả. Trả tiền trước thì họ mang tới. Tôi không nói là văn minh ở Úc gì cả, tôi chỉ nói gì cả. Hãy fair play, hãy đảm bảo cho khách hàng về cái chuyện này. Vì vậy ở đây các bạn, ở Việt Nam thấy là khó nhưng thực sự cực kỳ dễ các bạn. Nếu các bạn muốn thành công, tôi kêu gọi các bạn là gì nào, hãy đảm bảo cái chất lượng sản phẩm dịch vụ thôi. Chứ còn ở nước ngoài cái chuyện nó chuyện đương nhiên, cái chuyện mặc nhiên. Như vậy ở đây chúng ta hãy gì đảm bảo cái chuyện này là chúng ta sẽ thắng. Và thưa các bạn, thủy sản Minh Phú, nếu bạn anh chị nào nghe mà tôi nói rất là nhiều, thủy sản Minh Phú đó, anh ấy mất, anh Quang anh ấy nói là anh mất 10 năm để đảm bảo cái chất lượng sản phẩm của con tôm từ cái nơi nuôi, bảo ạ, từ cái nơi nuôi đến cái nơi chế biến đến cái điều phân phối, mất 10 năm chỉ giải quyết một cái bài toán thôi là đảm bảo cái chất lượng ổn định. Bởi vì sao anh nói như thế này ạ? Đầu tiên mình bán con tôm, mình bán hàng mẫu, ok, đạt yêu cầu, ở chúng ta gửi đi. Đến khi người ta đặt hàng một container vẫn đạt yêu cầu, đến khi người ta đặt nhiều container thì bắt đầu được có vấn đề. Các anh chị đều biết nghe ngày xưa có cái chuyện gì nào à, là tôm có như là có những con trì vào trong đó cho nặng lên, có rồi có rau cái gì đó, rau câu vân vân và vân vân đấy, cái kiểu đó. Như vậy nó phá hoại á, những cái kiểu đấy gọi là phá hoại cái nền sản xuất của chúng ta đấy. Vì vậy anh chị hãy chú ý. Do đó là gì nào, ở Việt Nam tôi nghĩ rằng không hề khó, chúng ta chỉ cần giải quyết cái bài toán là gì nào ổn định chất lượng. Và ở đây phải giống như điều đã công bố. Vậy thì bây giờ tôi lại nói tới cái chuyện mà vừa rồi rất là may báo chí đã nói, đúng không ạ? Rất nhiều những người nổi tiếng đứng ra quảng cáo, không biết vô tình hay là cố ý, đúng không ạ? Hoặc là gì nào chỉ nhìn thấy đồng tiền mà quên mất là vô tình là hại người tiêu dùng. Mà chúng ta nói những cái sản phẩm mà cuối cùng người ta mua không đúng. Ngay cả bản thân tôi cũng đang thấy hiện nay, thưa bản thân tôi đang thấy hiện nay cái thuốc mọc tóc vẫn có nghệ sĩ đang quảng cáo là mọc là cái chắc. Các bạn ơi, thưa các bạn, con trai tôi ở bên Úc á, khi mà nó làm chuyện này, tại vì nó còn trẻ, nó hói ấy, nó là một cái điều nỗi đau các bạn nhé. Và như vậy là gì, là các giáo sư bác sĩ nổi tiếng của các trường đại học, họ mới tư vấn, họ mới làm cái gì, họ có phòng mạch riêng. Và họ nói rất rõ nha, một năm đầu nó sẽ bị như thế nào, nó bị khó chịu như thế nào. Và khi đến năm thứ hai bắt đầu nó mới dịu đi, và tóc nó mọc ra được mấy năm sau đó nó sẽ là rụng trở lại đấy. Và tôi chưa hề thấy ở Việt Nam nói rất rõ cái chuyện đấy, có thể nói cái chuyện đó chắc chắn chẳng có ma nào mua. Và như vậy cái chuyện đó là gì nào, cứ gây ra cái chuyện như không trung thực đấy. Rồi hoặc là anh chị nhìn thấy, không biết tôi nói cái này nó có vi phạm hay không, tôi cũng là dân chất lượng. Ngày xưa tôi làm ở tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thì có cái điều tôi nghỉ sớm thôi. Còn tôi nghỉ từ năm 2001 thôi. Bây giờ thỉnh thoảng tôi coi TV đó các bạn, tôi thấy gì à? Quảng cáo những cái loại nhá, nào là giúp cho không bị bệnh này, không bị bệnh kia, vân vân. Cái câu cuối cùng, đây không phải là thuốc, mà nói đấy là thực phẩm chức năng. Theo quan điểm tôi rất là kỳ quặc, bởi vì tôi cảm thấy gì là bản thân tôi rất là khó chịu với cái chuyện đó. Vì vậy tôi không có mua. Tôi thấy thuốc thì ra thuốc, nếu không là thuốc thì đừng nói rằng nó giảm được đau này, giảm được đau kia đấy. Còn có những ông khác là quảng cáo là phải gào lên đây là thuốc. Bởi vì sao ạ? Bị cái ông mà không phải là thuốc kia thì nói như thế này kia, còn đúng là những ông là thuốc thì phải gào lên. Như vậy làm cho người tiêu dùng rất là khốn khổ, người tiêu dùng rất khốn khổ. Và tôi cho rằng cái này là cơ quan nhà nước cần phải đảm bảo về cái chuyện đó và phải cái siết chặt cái chuyện đó. Và anh chị nhìn thấy cái vụ ba tê chay đúng không ạ? Đấy, cái ba tê chay nó gây ra rất là khốn khổ, đúng không? Như vậy là gì ạ? Những người làm ăn thật là cũng bị dính miệng. Nhưng mà thôi thì những người làm ăn thật đó các bạn ấy sẽ phải từ 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 từ.
Hoặc là anh chị nhìn thấy hiện nay á, những doanh nghiệp nào mà đang làm về vấn đề rau sạch là đau đầu. Những ông nào mà làm thật ấy thì cần phải có rất nhiều trường vốn, tức là vốn phải rất là dài để có thể chứng minh được. Chứ không thôi gì nào là những cái kiểu rau sạch lôm côm á, là nó nhảy vô làm một hồi á. Còn chúng ta là bản thân người tiêu dùng, tôi có phỏng vấn một số người tiêu dùng các bạn nhé. Tôi phỏng vấn người tiêu dùng tại sao không mua rau sạch. Anh chị biết họ nói sao? Nó sao biết là sạch? Cái tôi bảo người ta có công bố đàng hoàng nhé. Công bố chứ bây giờ làm sao biết thực sự là sạch. Người ta bảo với tôi được một cái khái niệm rất là đơn giản nữa. Ngu nhất là gì, là bỏ tiền nó mua sạch, bỏ tiền mua rau sạch nhưng mà thực sự nó không là sạch. Đấy, như vậy cái chuyện này á là cơ quan nhà nước phải làm rất mạnh, và còn các công ty chúng ta cũng phải đảm bảo với cái chuyện đó. Đấy, thưa các bạn, có nhiều cái công ty á là gì, người ta làm thật thì chi phí nó lên cao. Đấy, và như vậy người ta sẽ chứng minh được cái chuyện đó. Có những cái công ty các bạn á, người ta gì nào là làm chứng nhận cái label gap đó các bạn á, chứng nhận á, như vậy là label gap để chứng minh cái rau sạch đấy các bạn. Đấy, như vậy thì nào chứng nhận có khoảng độ một vài hecta thôi, mà trong khi sản xuất thật mười mấy hecta, 20 hecta, vậy thì còn lại ekin nó đi đâu? Đấy, nó như thế nó không được. Đấy, vì vậy là gì nào, nhưng mà đó là cái bối cảnh hiện nay. Vì vậy á, ở Việt Nam tôi chỉ chia sẻ với anh chị, nếu anh chị đảm bảo được cái chất lượng ổn định thì nó điều đó rất là tuyệt vời anh chị nhé. Và đương nhiên ngày xưa anh ruột tôi là bác sĩ, tôi nói ngày xưa tức là năm khoảng độ giờ thập niên 90, ông anh tôi là bác sĩ Trần Đình Thanh, ông hay nói tôi một câu tôi nhớ mãi, là gì nào, ở Việt Nam cái hàng nào mà ra đầu tiên thì mua ngay, nhưng mà hàng ra thứ hai thứ ba thì rất cẩn thận. Đấy các bạn nhé. Và sau này thằng con trai lớn của tôi á, là thằng con trai út của tôi, năm nay nó 23 tuổi, hôm vừa rồi nó lại nói tôi là cái như nào, hàng mẫu thì mua ngay đi bố ơi. Đấy, còn cái hàng nào mà ra đều đều thì tôi rất là buồn, mà tôi cũng làm nghề chất lượng này, chả lẽ lại như thế các bạn nhé. Đấy, như vậy rất nhiều con sâu đã làm rầu nồi canh. Do đó là các anh chị chúng ta, tôi kêu gọi các bạn á, vì cuộc sống của mình á, vì vấn đề là gì nào à, đạo đức kinh doanh, cái sự kinh doanh tử tế, chúng ta hãy đảm bảo cái chất lượng ổn định. Và như vậy đảm bảo chất lượng ổn định là gì nào à? Ổn định đúng điều mình đã công bố, và ổn định đúng luôn cả những cái điều tiềm ẩn. Đấy là như vậy các bạn nhé. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Vì vậy mà anh chị hãy rất là cẩn thận về cái chuyện đó. Rồi, ngoài ra là chúng ta đều biết là gì, vấn đề khoảng độ 3-4 năm nay Việt Nam ta nổi lên vấn đề là gì nào, trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Đúng rồi, đấy, khi mà anh chị làm cái trải nghiệm khách hàng tuyệt vời đó, nó sẽ dẫn tới gì nào, làm cho khách hàng yêu quý hàng Việt Nam hơn. Nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu đúng là như thế nào. Là các bạn nhé, tôi xin lỗi, tôi nói về bản thân tôi thôi ạ. Tức là cách đây 4 năm, hôm đó tôi đang giảng bài đó các bạn. Cái tự nhiên cái ngực tôi nó đau ghê luôn, đau bên tim này. Đấy, và tôi cố giảm tới 5 giờ 15 chiều. Và thế là tài xế chở tôi về tới cái vùng ngã 7 đó. Ngã 7 trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế là tôi ghé vô một cái trung tâm rất là lớn. Thì lúc đó chỉ có tư nhân thôi các bạn nhé, tại vì còn nhà nước đóng cửa rồi làm sao được. Giờ đóng cửa rồi. Và tôi vô trong đấy và bắt đầu người ta siêu âm cho tôi các bạn nhé. Siêu âm tới 7 giờ 15 đấy. Và bác sĩ siêu âm đưa cho tôi cái cặp visit ở chuyên khoa cấp 2. Và siêu âm rất tỉ mỉ các bạn. Bác sĩ nói với tôi rằng gì ạ? Tôi bị hở van tim 2 lá. Vân vân. Đấy. Và rất tiếc bây giờ là tới 7 giờ 15 rồi. Thôi ngày mai chú Cửu quay trở lại đây là gì nào ạ? Để thử gắng sức 24 giờ nữa. Ok. Và bác sĩ đấy đưa cho tôi cái cặp visit, nói rằng nếu mà buổi tối có vấn đề gì thì nhớ liên lạc. Mình nghe buồn luôn các bạn, đang khỏe như voi cái tự nhiên nó bị như thế này, tim buồn lắm các bạn. Mà nếu mà tim mà có như mà tôi rất là khoái giảng, nó to thế đấy. Và tối ngày hôm đó buồn ghê luôn, cái không có cứ thức mãi nhớ biết làm sao. Cái sáng ngày hôm sau không biết làm sao, tôi bảo thôi đằng nào vậy mình vô Chợ Rẫy đi. Đấy, và các bạn biết là vô Chợ Rẫy thì nó lâu như quỷ, nó đông ghê luôn các bạn hiểu không. Trong khi tôi vào bên kia kìa, vào cái trung tâm bên kia các bạn biết không ạ, vừa cái xe hơi tôi đi tới thôi là gì nào người ta đã cưng như trứng mà hứng như hoa rồi. Người ta dẫn cái xe hơi vào rồi người ta dẫn tôi lên tới phòng khám rồi dẫn đi rất là tuyệt vời.
Còn các bạn biết ngày hôm sau tôi vô Chợ Rẫy á, vừa chạy xe máy mình vào, người ta đi ra, hết chỗ gửi xe rồi. Ok, ra ngoài kia mà gửi. Thế thế là gì nào à? Rồi cái bắt đầu vô xếp hàng các bạn, nhắc này. Nhưng mà thôi kệ đó, mình kiên trì các bạn ạ. Xếp tôi đến gì nào à? Đến mãi 11 giờ rưỡi chưa mới được bác sĩ khám á. Thế ông bác sĩ nam đấy các bạn nhé. Ông khám tôi, ông bảo gì ạ? Đi chụp lại, đi siêu âm lại, mà cho tôi mang hết đầy đủ hồ sơ ngày hôm qua. Cái tôi bảo bác sĩ, ngày hôm qua tôi vừa mới làm hết này rồi. Ông bác sĩ bảo ông cứ đi làm lại cho tôi. Ok, thế làm và các bạn cho đến cả 4 giờ chiều mới xong, đưa lại cho ông ấy. Thế là ông bảo tôi chứ rồi về đi, không có vấn đề gì hết. Cái tôi bảo trời ơi bác sĩ ơi, bác sĩ coi kỹ giùm tôi nhé, tôi bị hở tim van hai lá. Ông bảo hở quái gì, không có gì hết. Cái tôi bảo bác sĩ xem kỹ lại. Ông kia ông bảo tôi chứ, ông cửu này buồn cười ấy. Bây giờ tôi là bác sĩ hay ông là bác sĩ, thế là mình sợ quá. Thế là ông bảo tôi đây, chẳng qua gì nào à, ông tập gym cho nhiều vào, đâm ra ông bị căng cơ. Đâm ra bây giờ thôi như thế này nhá, 20 viên acetamol về được chưa? Các bạn, thế là tôi về tôi uống nhiều đến như này, mà đi như này đâu có sao đâu các bạn á, đâu có hở tim hở tiết đâu. Các bạn thấy tôi đang giảng bài cho các bạn đấy. Đấy, như vậy thì các bạn thấy không ạ? Như vậy thì khi tôi đi khám bệnh, cái điều gì là quan trọng nhất ạ? Theo quý vị, nếu quý vị đi khám bệnh, dịch vụ khám bệnh, cái điều gì là quan trọng nhất? Cái điều gì là quan trọng number one nhất các bạn? Các bạn bình luận giùm tôi cả. Điều gì cực kỳ chúng ta quan tâm nhất ạ? Người ta cười với mình các bạn quan trọng lắm không? Người ta bưng như mình, cưng như trứng mà hứng như hoa có quan trọng lắm không? Hay là cái gì là quan trọng nhất các bạn? Theo quý vị, xin mời các bạn bật bình luận tôi ạ. Khi chúng ta đi khám chữa bệnh, điều gì là số 1 nhất mà chúng ta ưu tiên một ạ? Mà chúng ta cực kỳ quan trọng. Các bạn. Dạ, vâng, cảm ơn chị An Nam. Chất lượng khám chính xác. Thưa các bạn nhé, chất lượng khám chính xác. Vậy thì tất cả những cái râu ria khác, no good. Không, nếu chất lượng khám mà không chính xác, tất cả các râu ria khác là gì nào ạ? Là vứt đi hết. Như vậy anh chị nên hiểu trải nghiệm khách hàng là trước khi bán, trong khi bán và sau khi bán. Nhưng anh chị hãy xem này, cái điều gì là quan trọng nhất với khách hàng mà khách hàng đã công bố, mình đã công bố, và những điều tiềm ẩn. Và cái quan trọng đó là phải đảm bảo. Như vậy là gì nào ạ? Phải đảm bảo chất. Nếu ta đi khám bệnh thì điều quan trọng nhất là chất lượng khám chính xác, điều trị chính xác. Còn cái chuyện gì nào à, giữ xe mỉm cười, hướng dẫn, cái đó là phụ thôi. Ok, nếu chất lượng khám rất chính xác, chất lượng điều trị chính xác và tất cả các cái khác tuyệt vời, như vậy là number one. Nhưng mà rất tiếc nếu các cái khác tuyệt vời mà chất lượng khám không chính xác thì vứt đi. Do đó các bạn hãy chú ý giùm tôi, cái tiếng Anh nó có cái gọi là gì nào? Do it right first time. Cái điều mà chúng ta phải làm đúng ngay từ đầu. Như vậy cái sản phẩm dịch vụ của các bạn, cái điều gì là cực kỳ quan trọng phải làm đúng ngay từ đầu thì anh chị biết. Đương nhiên đúng không ạ? Anh chị hoàn toàn biết. Và anh chị hãy đảm bảo đúng cái đó, chất lượng ổn định. Rồi sau đó gì ạ? Anh chị đầu tư làm thêm những cái trước khi bán và cái sau khi bán cho rất tuyệt vời, những điều quan trọng. Đấy các bạn. Đấy. Chẳng hạn như về anh chị nhìn thấy không? Là tôi thấy TV vừa được quảng cáo một chuyện rất hay, đúng không ạ? Người ta nói gì nào ạ? Bán thiết bị điện tử đấy, các cái thiết bị mà máy TV TVS đấy, người ta quảng bá gì các bạn nhé, chậm mà rẻ. Ôi trời nóng quá, chậm mà rẻ. Rồi sau đó người ta phóng cái xe hơi tới gì nào ạ, nhanh, đắt, rất là nhanh, nhưng mà gì ạ, nhanh mà đắt. Thế là họ đưa ra một cái điều rất hay, tức là gì, bây giờ chậm mà nhanh mà lại rẻ, đúng không? Đấy, vậy cái công ty đó quảng bá cái điều đó thì công ty đó phải đảm bảo đúng cái điều đó. Nếu mà không đảm bảo đúng cái điều đó là như vậy là no good các bạn nhé. No good, đúng không ạ? Đấy, hoặc là có những cái tiệm thuốc người ta quảng bá là gì nào ạ? Giá rẻ nhất, nếu không rẻ thì sẽ trả lại tiền. Ok, đúng không ạ? Vậy thì họ phải đảm bảo cái chuyện đấy. Còn nếu không, họ không đảm bảo thì như vậy là nói láo và người ta sẽ không bao giờ quay trở lại. Đó. Những cái chỗ mà họ làm thật, họ sẵn sàng. Còn có những chỗ chơi trò, chơi chiêu, đúng không các bạn? Tức là gì ạ? Hơi đâu mà ông nào ông đi mua, ông có được cái toa ở nơi khác để mà xác nhận mà so sánh, đúng không? Như vậy thì có thể đấy,
Cái định mà lỡ mà người chỉ cần một người ta phát hiện ra thôi, là điều đó điều no good đấy các bạn nhé. Điều đó, đó là điều no good. Hoặc là các bạn nhìn thấy rằng không ạ, là người ta định giá cái sản phẩm này là đáng nhẽ là 200.000 thì đương nhiên về nghệ thuật marketing mà là 199.000. Các chị anh chị vô mua thì không có 1.000 lẻ thối, đúng không? Không có tiền 1.000 lẻ thối. Người ta đưa chúng ta một cái kẹo, người ta đưa cho một cái kẹo. Như vậy nếu công ty đó có khi người ta gì nào ạ, thối cho khách hàng 2.000, có khi đưa cho cái kẹo, tức là có khi là bù, có khi là lỗ, thì ok, đó là sự công bằng. Nhưng mà người ta luôn luôn đưa một cái kẹo nó không tới 1.000. Như vậy thì anh chị tưởng tượng một cái siêu thị á, một ngày mấy ngàn người vô, cái đó là không trung thực đấy ạ. À, anh chị hình dung không? Do đó vừa rồi anh chị nhìn thấy không ạ, là mua vé máy bay trả vé, tôi cho rằng gì nào ạ, là cuối cùng thấy biết lòi ra, đầu tiên tôi đọc tôi không hiểu ạ. Cuối cùng trả tiền vé mà cái gì, cuối cùng gì là những cái phí dịch vụ ở sân bay chưa dùng, mà lâu nay là một số ông im luôn, một số ông rất trung thực để mà trả tiền, đến nỗi mà gì nào cơ quan nhà nước phải ra công văn và phải yêu cầu phải trả. Thì những hãng hàng không nào các bạn nhé, tôi kêu gọi các bạn luôn, những hãng hàng không nào mà trả tiền ấy, đấy là hãng không uy tín. Uy tín trong chuyện nhỏ thì uy tín trong chuyện lớn. Còn những hãng hàng không nào mà gì là xù mà không chịu trả và đợi cho nhà nước gì ra lệnh nhờ mới trả thì thôi nhé các bạn nhé. Thôi như vậy chơi cái màn gì nào ạ? À? Gì chúng ta giang hồ với nhau nông xin lỗi, giang hồ chúng ta hay nói câu gì các bạn á? Cái gì ăn gian không được thì bỏ, cái đó không được, cái đó không được. Vậy thì luôn luôn phải đảm bảo đúng cái yêu cầu của khách hàng. Vì vậy tôi kêu gọi anh chị này hãy chú ý lại nhé, phải đảm bảo do it right first time và hãy bảo vệ uy tín của khách hàng. Bởi vì ở Việt Nam thực sự nó cạnh tranh nhau ghê thiệt, nhưng nó không đến nỗi khó đâu ạ. Tức là gì nào, bây giờ chỉ cần ai giải quyết cái bài toán là ổn định chất lượng, đáp ứng điều đã công bố đấy. Vì vậy tôi xin nhắc lại anh chị nhé, hãng hàng không nào vừa rồi im mà không chịu trả, đợi cho một ông khách, là công nhận ông khách là cũng hay đấy, ông ngồi cố công ông viết ra, ông viết rồi cuối cùng gì nào đến nước cơ quan nhà nước còn phải gì nào ra công văn và trả tiền lại, đúng ôi thôi rồi. Mà thực sự các bạn cái đó nhiều tiền lắm, đúng không các bạn? Đấy cái đấy mình phải dùng cái từ là gì nào, đều ấy đấy, nói là mới chịu trả kỳ quá, cái đó không được, đúng không? Vậy thì đó là những cái chuyện mà tùy theo mỗi một người chúng ta xử sự, cái đó là do gì đâu, người sếp sẽ chủ trương. Rồi cái chuyện kế tiếp tôi chia sẻ các bạn này, mà có lần trước tôi đã nói đó, đương nhiên chúng ta sản xuất là sản phẩm các bạn, nó sẽ có cái tỷ lệ hỏng, đúng không các bạn? Đấy, chúng ta sản xuất ra nó sẽ có cái tỷ lệ hỏng là chuyện đúng rồi. Đấy, có công ty thì tỷ lệ hỏng là 0.05%, có công ty có tỷ lệ hỏng là đạt tới là Six Sigma, tức là 1 triệu sản phẩm thì hỏng 3,4, có công ty thì hỏng 0.5, đó là chuyện đương nhiên, chẳng có công ty nào mà không hỏng cả. Đấy, nhưng các bạn hãy chú ý, đấy là chúng ta sản xuất ra và nó sẽ có cái hỏng, và cho dù chúng ta có kiểm tra kiểu gì nữa thì nó vẫn cứ lọt lưới, phải không các bạn? Nhưng chúng ta không nên nói chuyện đó khi khách hàng mua phải sản phẩm hỏng. Đấy, bây giờ khách hàng giống như tôi, bữa trước tôi nói tôi mua có một cái đồng hồ thôi, và cuối cùng thì nào, cái người đại diện của cái hãng đó nói với tôi rằng anh Cửu ơi, có ngón tay dài ngón tay ngắn, ok, như vậy là sản xuất nó thỉnh thoảng nó phải có gì nào chú xui, chú mua phải cái hỏng đó, tại vì nó có xác suất hỏng. Thưa các bạn, tôi là dân quản lý mà tôi rất hiểu, nhưng nói ngược lại, tôi là khách hàng tôi chỉ mua đúng một cái thôi các bạn, tôi là khách hàng tôi chỉ mua đúng có một cái thôi, vậy thì xác suất hỏng là 100%. Anh chị hình dung, khách hàng là mong đợi là như thế. Do đó nếu có sự trục trặc, chúng ta còn lời mà, vậy hãy mau chóng giải quyết rất tốt cho khách hàng, thế thôi các bạn. Bây giờ tôi đương nhiên ai cũng biết vô phòng mổ xác suất rủi ro là vẫn có, đúng không ạ? Vẫn có, người ta vẫn yêu cầu chúng ta phải ký cái chuyện đó, bởi vì đó là xác suất. Nhưng nếu mà bệnh viện mọi người suy nghĩ rằng nó phải có xác suất, nó phải có tỷ lệ hỏng, mà không dốc tâm tìm hiểu nghiên cứu cải tiến thì như vậy rất là căng. Tôi hỏi thật anh chị, con chị nào vô dạ, con chị nào vô mà lại gì à, muốn cái xác suất mổ chết người nó rơi vào mình không? Đương nhiên đâu ai, đúng không ạ? Thôi kệ, ông bác sĩ ông mổ bao nhiêu ông mổ, nên nhớ rằng cuộc cả cuộc đời tôi chỉ có một lần vô mổ thôi, đúng không ạ? Nếu mà vậy tôi bị toi một cái thì nó là 100% đó. Vì vậy anh chị ơi, khi công ty của chúng ta có sản phẩm hỏng ấy mà khách hàng người ta còm len ấy, thì chúng ta nhớ đó là một điều rất đáng mừng.
Thì mọi người chúng ta hãy cố gắng đón nhận cái chuyện đó và mổ xẻ để chúng ta cải tiến. Để gì nào ạ? Để cái tỷ lệ hỏng của chúng ta nó càng ngày nó càng ít đi. Đương nhiên không thể nào zero được. Nhưng mà chính cái hành vi của chúng ta, những cái trạng thái của chúng ta là vồn vã tích cực giải quyết cái chuyện đó cho khách hàng, thì khách hàng người ta cực kỳ hài lòng các bạn nhé. Khách hàng người ta cực kỳ ấn tượng với cái chúng ta. Đó là cái điều mà rất quan trọng về cái chuyện mà vấn đề ổn định chất lượng các bạn. Đấy. Và vì vậy khi khách hàng mà chúng ta đảm bảo chất lượng ổn định á, thì cái sản phẩm của chúng ta đó nó có uy tín trên thị trường. Và anh chị đều biết rồi, mọi người chúng ta khi chúng ta mua hàng thì một trong những thứ sau đây chúng ta sẽ quyết định mua. Một là gì nào ạ? Là ta tin cái sản phẩm thì bất kể ai bán ta cũng mua. Ta cứ tin cái sản phẩm đó là bất kể ai bán ta cũng mua. Cái thứ hai là ta tin cái người bán. Cái người bán đó, cái công ty thương mại đó hoặc cá nhân bán đó là họ bán mà mình mua rất nhiều thứ ok là chúng ta sẽ mua. Anh chị ha. Và cái điều thứ ba đó là gì nào ạ? Là cái thương hiệu của công ty đó. Và người ta đã tin rồi thì người ta sẵn sàng, người ta luôn luôn mua về cái vấn đề như vậy đó các bạn. Đấy. Vì vậy thì tôi kêu gọi các bạn hãy xây dựng sản phẩm dịch vụ của chúng ta dựa trên cái gì nào ạ? Cái sự ổn định của cái chất lượng đó các bạn nhé. Đó. Và như vậy á, để mà xây dựng được cái chuyện đó, đương nhiên là cả một hệ thống công việc của công ty của chúng ta, tất cả các quá trình, tất cả mọi người phải tham gia để xây dựng ra mới đảm bảo được cái chất lượng ổn định đấy các bạn. Đó. Do đó nó như thế này các bạn, tôi biết hiện nay anh chị rất là khó khăn và bây giờ thời gian cũng không có. Do đó thì tôi có đang thiết kế một cái chương trình là gì nào, có lẽ tôi sẽ chia sẻ cùng với anh chị. Đó là một cái chương trình về thiết lập một cái hệ thống để chúng ta dẫn tới cái sự ổn định chất lượng. Và chương trình này tôi sẽ tặng hoàn toàn cho các doanh nghiệp. Anh chị nhá, chương trình này tôi sẽ tặng hoàn toàn cho các doanh nghiệp. Đó. Và ở đây đó là tôi sẽ thiết kế một cái chương trình đó. Và anh chị, đến ngày thứ 6 tới, tôi mời anh chị xem cái live stream. Tôi sẽ nói cái chương trình xây dựng cái hệ thống quản lý nó như thế nào nhé, để mà giúp cho chúng ta đảm bảo được cái chất lượng ổn định đấy các bạn. Đấy. Và cái chương trình này là tôi tặng cho các doanh nghiệp. Và chương trình tôi sẽ thiết kế là 33 tuần cộng với 12 tuần review anh chị nhé. Và chương trình này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp mà đã có hoạt động trên 5 năm, công ty sản xuất và thương mại hoạt động trên 5 năm. Và chương trình là khi anh chị mỗi một tuần chúng ta sẽ học ở trong Zoom. Đấy. Và chương trình đó khi nào người sếp tham gia học thì mới được phép được vào. Bởi vì người sếp là quan trọng nhất. Người sếp học thì cấp quản lý sẽ được tham gia cùng anh chị nhé. Còn nếu mà người sếp bận quá thì anh chị để cái suất đó cho người khác. Và đương nhiên nó như thế nào anh chị xem từ từ, anh chị không cần phải lo đăng ký. Đó, anh chị ngày thứ 6 này tôi sẽ gì nào à, trình bày rất tường tận cái hệ thống nó như thế nào. Nếu anh chị thấy nó phù hợp thì anh chị hãy tham gia. Và nó gồm có 33 tuần các bạn nhé. Và tôi xin nhắc lại, chỉ áp dụng cho những công ty trên 5 năm. Còn những công ty dưới 5 năm thì nó không phù hợp với anh chị. Nó không phù hợp với anh chị. Vì vậy ở đây tôi chia sẻ cho cộng đồng các doanh nghiệp, cũng là kỷ niệm 20 năm thành lập. Tại vì tôi thấy rằng cứ live stream á, cứ live stream những cái chuyện mà nó đơn lẻ đó thì có thể nó không giúp cho anh chị được bài toán này. Đấy mà tôi cứ suy nghĩ mãi về cái chuyện bây giờ làm sao giúp cho anh chị á. Như vậy là một tuần chúng ta sẽ gì nào ạ? À, nghiên cứu với nhau là một lần theo một cái hệ thống bài bản. Và không ạ? 33 tuần mà cứ 3 tuần thì chúng ta lại review để các bạn làm bài tập, để các bạn thiết kế cái hệ thống cho các bạn. Đấy. Và như vậy á, anh chị á, và tôi cũng không có kinh phí về quảng bá cái chuyện này. Do đó ở đây tôi chỉ có là gì ạ? Lấy trí tuệ của tôi đã được dạy rất là nhiều. Và vì vậy bây giờ tôi cũng là 58, 59 tuổi, tôi cũng chia sẻ lại cho đời. Vì vậy tôi cũng tặng lại cho anh chị về cái chương trình đó. Do đó tôi xin nhắc lại là không có phí các bạn nhé. Và anh chị nào cam kết thì anh chị thứ 6 này nghe tôi sẽ nói. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu gì ạ? Vào tham gia cái chương trình nó một cách bài bản để anh chị chuẩn bị. Và tôi cũng nói như thế này ạ. Tôi bây giờ chỉ có 10 người thôi, không sao các bạn nhé. Là tôi không có
kinh phí đâu để quảng bá. Do đó anh chị nào thấy quan tâm, anh chị có thể mời bạn bè của anh chị thứ sáu này cùng nghe về cái chương trình đó. Tôi sẽ nói xây dựng cái hệ thống nó gồm các bước như thế nào, mà tại sao nó tới 33 tuần và tại sao lại có 12 tuần review để giúp cho chúng ta giải quyết cái bài toán gì ạ? Chất lượng nó ổn định, xây dựng cái hệ thống đàng hoàng, chất lượng nó ổn định để tạo ra cái niềm tin anh chị nhé. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Vậy hẹn gặp anh chị vào thứ sáu này lúc 8:30, chúng ta nói về xây dựng hệ thống cho công ty, mục đích, ý nghĩa, cách làm. Và nếu anh chị được thì tôi vẫn kêu gọi anh chị giới thiệu cho các vị CEO bạn bè của anh chị cùng tham dự ngày thứ sáu này, để sau đó chúng ta nghe xong chúng ta có quyết định đăng ký hay không. Rồi, cảm ơn anh chị, chúc anh chị khỏe nhé. Tôi kết thúc ở đây. Dạ. Chúng ta chào nhau một tiếng các bạn. Chúng ta chào nhau một tiếng các bạn nha. Ok. Và chúng ta chào nhau một tiếng hiệu quả tức thì các bạn. Chào nhau một tiếng đi ạ. Ok. Các bạn chúng ta comment cái câu hiệu quả tức thì cái. Ok. Đấy, để nhớ cái thông điệp đó.